Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái app đi bộ kiếm tiền, đó là app Tot. App này thì chắc chắn có nhiều bạn sẽ biết rồi, nhưng mà mình sẽ chia sẻ rõ hơn về các mẹo để mà cho các bạn có thể tối ưu hóa mà phần quà mà các bạn nhận được trong cái app đi bộ này nha. Ở cái ô đầu tiên đó là số bước chân trong ngày hôm nay, tức là số bước chân mà các bạn đi được trong một ngày. Các bạn đi được 200 bước thì các bạn sẽ nhận được một hộp quà, và khi mở hộp quà này ra thì nó sẽ được cộng 5 đồng. Và cứ như vậy tính lên 200 bước thì các bạn sẽ được 5 đồng. Ô thứ hai đó là ô mà các bạn canh giờ báo thức. Nếu ô này mà các bạn cài báo thức là ví dụ như là 6 giờ. Và khi 6 giờ các bạn dậy, các bạn vào đây, các bạn xác nhận thì nó cũng sẽ nhận được hộp quà nha. Và ô tiếp theo đó là quãng đường mà các bạn di chuyển. Các bạn di chuyển quãng đường càng xa thì các bạn cũng sẽ nhận được hộp quà càng nhiều. Cái này thì rất phù hợp cho những anh mà làm shipper hoặc là những người có quãng đường xa như là các anh tài xế chẳng hạn. Còn cái ô nhóm đi bộ, tức là các bạn mời bạn bè trên Facebook của các bạn vào chung một nhóm để cùng nhau kiếm tiền đi bộ. Và càng nhiều bạn vào và cũng như là cả nhóm đi bộ càng nhiều á. Ví dụ như 2.000 bước chân á, thì sẽ được 2 hộp quà nè. Và cả nhóm cộng lại được 6.000 bước chân á, thì sẽ được 6 hộp quà nha các bạn. Và ô bên dưới đó là ô mời bạn bè. Các bạn chỉ việc bấm vào, copy đường link, mời được bạn bè mới tham gia thì các bạn nhận thưởng, người kia cũng nhận được thưởng nha. Và khi các bạn muốn rút tiền á, thì các bạn bấm vào sử dụng. Số tiền nạp điện thoại ít nhất là 5.000 đồng và ứng dụng này á, thì nó hỗ trợ hầu hết các nhà mạng tại Việt Nam nha. Cho nên các bạn cực kỳ yên tâm luôn. Đây là một ứng dụng rất uy tín trên CH Play đã có hơn 10 triệu lượt tải về rồi các bạn ạ. Chứng tỏ nó rất là tốt nha. Và những hộp quà này á, thì các bạn phải vào lấy trước khi hết ngày nha. Nếu mà cuối ngày các bạn không vào bấm lấy á, thì nó sẽ reset lại thì các bạn sẽ mất hết hộp quà nha các bạn. Đây là một ứng dụng chạy nền nhưng mà nó rất nhẹ nha các bạn. Nên sẽ không ảnh hưởng gì đến hiệu suất của điện thoại của các bạn đâu. Nếu điện thoại các bạn để không mà các bạn cũng không có làm cái gì sinh ra tiền thì các bạn cứ việc cài cái app này đi. Các bạn cứ việc cài cái app này đi thì trước sau gì chúng ta cũng có tiền nạp kẹt. Rồi và mình sẽ để đường link để tải ứng dụng bên dưới phần mô tả của video nha. Các bạn click vào đi bộ cùng mình nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.